Hina san, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học tiếng Nhật online của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 21. Đầu tiên là phần từ vựng. Từ đầu tiên, omoimasu, nghĩ. Imasu, động từ nói. Kachimasu, thắng. Makemasu, thua. Arimasu. Trước kia chúng ta có học một nghĩa của từ arimasu, đó chính là có thứ này, thứ kia, đúng không nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học arimasu với nghĩa là được tổ chức hay là xảy ra. Ví dụ như là CI ga arimasu, nghĩa là có trận đấu được tổ chức. CI là trận đấu nhé, như là trận đấu bóng hay là trận đấu cờ vua. Yakunitachimasu, có ích, giúp ích. Ugokimasu, sự chuyển động. Yamemasu, thôi, bỏ. Ví dụ như kaisha o yamemasu, thôi việc. Kiyotsukemasu, chú ý, bảo trọng. Chúng ta có mỗi câu kiyotsukete kudasai là hãy bảo trọng, hãy chú ý. Ryuwaku shimasu là hành động du học. Chúng ta có ryuwakuse là du học sinh. Muda, lãng phí. Huben là bất tiện. Sugoi đây là một từ cảm thán, có nghĩa là tuyệt nhỉ, giỏi nhỉ. Hongto, sự thật. Uso, giả dối. Jidosha, xe hơi hay là ô tô. Kotsu, giao thông. Bực cả, giá cả. Hoso là chỉ sự phát thanh hay là phát sóng. News là tin tức. Anime, phim hoạt hình. Manga, truyện tranh. Design, thiết kế. Yume là giấc mơ. Tensai, thiên tài. CI, trận đấu. Ý kiến. Hanashi, câu chuyện. Từ tiếp theo. Skill là trái đất. Ski, mặt trăng. Saikin, gần đây. Tha bun, có thể. Kitto, chắc chắn. Hongto ni, thật sự. Ví dụ như chúng ta có câu thật sự cảm ơn bạn thì sẽ là Hongto ni arigato gozaimasu. Hongto ni arigato gozaimasu. Sonna ni, thế cơ à? Ví dụ như là chúng ta muốn nói là cái cặp này đắt thế cơ à? Đắt, giá tiền cao là thakai, đúng không ạ? Sonna ni thakai desu ka? Đây là mẫu câu ni tsuite là về một sự vật, sự việc gì đó. Thì đối với cách sử dụng của ni tsuite, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở phần ngữ pháp tiếp theo. Ta có mẫu câu hisashiburi desu ne là đã lâu không gặp. Demo nomimasen ka? Anh chị có uống cái này nhé. Thì đối với mẫu cấu trúc demo nomimasen ka, chúng ta cũng sẽ học ở trong phần ngữ pháp tiếp theo. Rồi, mochiron, tất nhiên rồi. Mo kaeranai to
Mo kaeranai to. Ở đây chúng ta có động từ về. Kaerimasu là về đúng không ạ? Và động từ kaerimasu chia về thể này và cộng thêm to thì đây là một mẫu cấu trúc mà chúng ta cũng sẽ học ở phần ngữ pháp tiếp theo nha. Rồi. Từ vựng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếp theo là phần ngữ pháp. Phần đầu tiên của ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học về thể thông thường to omoimasu. Thì omoimasu ở phần từ vựng chúng ta được học nghĩa là nghĩ. Mẫu cấu trúc này có nghĩa là tôi nghĩ rằng. Thể thông thường. Thể thông thường to omoimasu. Mẫu ngữ pháp đầu tiên của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về to omoimasu. Thì omoimasu ở phần từ vựng chúng ta học là nghĩa là nghĩ đúng không ạ? Thì mẫu cấu trúc này có nghĩa là nghĩ rằng. Trước và đối với mẫu cấu trúc này thì trước to chúng ta sẽ dùng thể thông thường. Thể thông thường là gì ạ? Thể thông thường ví dụ như là đối với động từ như là veru. Veru, veta hay là venai. Veta, venai. Và tính từ đuôi y cùng với tính từ đuôi na. Danh từ cộng với lại đà. Đúng không ạ? Chúng ta mới ôn tập lại bài số 20 rồi đấy. Thì đối với thể thông thường dùng với to omoimasu, chúng ta có thể sử dụng khẳng định, thể khẳng định, phủ định, hiện tại, quá khứ hay là tương lai nha các bạn. Chúng ta sẽ và cách dùng của cấu trúc to omoimasu là được dùng để trình bày phỏng đoán, phán đoán hay là nêu ra ý kiến. Chúng ta lấy ví dụ như nào, chúng ta sẽ nêu ra một ý kiến là chúng ta thấy tiếng Nhật rất là khó. Tiếng Nhật khó. À, tính từ khó là muzukashi đúng không nào? Nihongo. Nihongo. Muzukashi. Nihongo ga muzukashi. Muzukashi to omoimasu. Câu này có nghĩa là gì ạ? Tôi nghĩ rằng tiếng Nhật, tiếng Go khó. Thì ở đây muzukashi là tính từ đuôi a, à tính từ đuôi y ở thể thông thường. Ở đây là chúng ta bày tỏ ý kiến luôn các bạn. Chúng ta bày tỏ ý kiến là tiếng Nhật rất là khó. Thế là bày tỏ ý kiến. Thôi, mình có ví dụ tiếp theo. Thế là đi sao à? Mo kaeta to omoimasu. Nghĩa là bạn đi, tôi nghĩ rằng bạn đi rằng đã về rồi. Mô ở đây là dùng với lại mẫu câu là quá trong thì quá khứ nhưng các bạn nghĩ là đã. Khai tả đã là động từ beta đúng không ạ? Bên kaerimasta chia về thể thông thường là beta. Thì ở đây là thể hiện một phỏng đoán đúng không các bạn? Mình nghĩ rằng, mình đoán rằng là bạn đi rằng là bạn đã về rồi. Đây là bài đỏ phỏng đoán. Vì đây chỉ là phỏng đoán nha các bạn, chứ không phải là mình chắc chắn 100%. Hay là chúng ta có với tính từ, lấy ví dụ thêm với tính từ đuôi y đi. Ví dụ như là chúng ta muốn nói là cái câu chuyện này, câu chuyện là hanashi. Câu chuyện này là tôi nghĩ là nó không đúng. Kono hanashi wa hontou janai to omoimasu. Hontou janai nghĩa là không đúng đúng không nào? Không phải sự thật đấy. Không tô, hôm nay chúng ta học ở phần từ vựng có nghĩa là sự thật. Không tô chờ này nghĩa là không đúng sự thật. Kono hanashi. Đây là mình cũng đang thể hiện một phán đoán đúng không ạ? Mình cũng nghĩ là câu chuyện này nó không thật nên là mình nói rằng tôi nghĩ rằng câu chuyện này nó không thật. Thì ở đây chúng ta có mẫu cấu trúc to omoimasu là nghĩ rằng, nghĩa là khẳng định đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể sử dụng phủ định với mẫu câu to omoimasu bằng cách là chúng ta chuyển omoimasu, chúng ta thay thế omoimasu thành omoimasen, nghĩa là tôi không nghĩ rằng. Omoimasen. Ví dụ như là như ví dụ thứ ba này đi. Kono hanashi wa hontou janai to omoimasu. Thì bây giờ chúng ta muốn nói là tôi không nghĩ rằng câu chuyện này là đúng sự thật. Thì chúng ta chỉ việc bỏ chuyển to omoimasu thành omoimasen. Omoimasen.
Omoi. Đó, xem. Và trước tô sẽ là không tô đúng không ạ? Không phải phủ định mà nó sẽ là khẳng định này, không tô. Ta sẽ có この話. この話は本当と思いません。hay là この話は本当じゃないと思いません。thì cùng là mang một nghĩa là tôi nghĩ là câu chuyện này nó không đúng. Đúng nào? Đối với mẫu cấu trúc với omoimasu, chúng ta sẽ có một mẫu câu để dùng để khi chúng ta muốn hỏi hỏi ai đó về một điều gì là nitsuite do omoimasu ka? Nitsuite thì ở phần từ vựng chúng ta đã học có nghĩa là về một sự vật hay một sự việc nào đó. Còn omoimasu thì là nghĩ. Do ở đây có nghĩa là như thế nào đúng không các bạn? Ta có câu nitsuite do omoimasu ka? Ở đây chúng ta có nitsuite. Nitsuite là về sự việc. Còn do omoimasu. Omoimasu có nghĩa do có nghĩa là như thế nào. Omoimasu là động từ nghĩ. Đây sẽ có cả câu sẽ là nghĩ như thế nào đúng không? Nghĩ như thế nào. Thì cả câu này có nghĩa là bạn nghĩ thế nào về sự việc. Nghĩ thế nào về sự việc. Nghĩ như thế nào về sự việc. Ví dụ như là chúng ta lấy ví dụ là về bạn nghĩ như thế nào về nước Nhật đi. Chúng ta có Nihon nitsuite do omoimasu ka? Bạn nghĩ như thế nào về nước Nhật. Ở trước nitsuite ở đây chúng ta sẽ có Nihon là danh từ. Do omoimasu ka? Là bạn nghĩ như thế nào đúng không ạ? Nghĩ thế nào về nước Nhật? Hay là bạn nghĩ như thế nào về công việc này? Kono shioto nitsuite do omoimasu ka? Đây, kono shioto cũng là một danh từ đúng không ạ? Kono ni shioto nitsuite do omoimasu ka? Thì trước ni có thể là một danh từ hoặc là một mệnh đề nha các bạn. Ở đây chúng ta có thể trả lời ví dụ như là bạn A hỏi là bạn nghĩ như thế nào về công việc này. Bạn B sẽ trả lời là nó rất là thai hên đi, nó rất là vất vả đi. Thì chúng ta cũng sẽ dùng mẫu cấu trúc to omoimasu để trả lời. Thế nào? Tôi nghĩ rằng nó vất vả. Thế nào? Thai hên to omoimasu. Đối với cấu trúc omoimasu, chúng ta cũng có thể sử dụng omoimasu để biểu thị cách mà biểu thị sự đồng ý hay là không đồng ý. Ví dụ như ở đây là bạn B rằng nói là tôi nghĩ rằng công việc này nó rất thay hên đúng không ạ? Thì A rằng bạn A muốn thể hiện sự đồng ý hay là sự không đồng ý, nghĩa là tôi cũng nghĩ như bạn, nghĩa là công việc này cũng thay hên, rất là vất vả, hoặc là sự không đồng ý là tôi không nghĩ như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ dùng cấu động từ omoimasu để thể hiện cái cấu trúc đồng ý và không đồng ý. Thì đối với đồng ý, đây phần đồng ý, thì chúng ta sẽ có so omoimasu, có nghĩa là tôi cũng đồng ý như vậy. Watashi mo. Mo là cũng nha các bạn. So. So là như vậy. So omoimasu, nghĩ như vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. So omoimasu. Chứ ạ, sự đồng ý. Watashi mo so omoimasu. Còn không đồng ý thì chúng ta sẽ dùng động từ omoimasen. So omoimasen. So omoimasen hoặc là so wa omoimasen, sử dụng động từ wa, trợ từ wa. So wa omoimasen.
Sen. Rồi chúng ta sẽ đọc lại ví dụ nhé. Nihon nitsuite dou omoimasu ka? Kono shioto nitsuite dou omoimasu ka? Taihen da to omoimasu. À, xin lỗi các bạn ở đây, taihen là một tính từ đôi na đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải cộng thêm đà. Ta phải cộng thêm đà nhé. Trước to omoimasu là thể thông thường. Rồi, watashi mo so omoimasu. Và không đồng ý là so omoimasen. Hoặc là so wa omoimasen. Chúng ta sẽ đến với mẫu cấu trúc tiếp theo, đó là to imasu. Imasu ở phần từ vựng chúng ta học là nói phải không ạ? Thì mẫu cấu trúc tiếp theo sẽ có nghĩa là nói, là nói rằng. Mẫu cấu trúc tiếp theo chúng ta sẽ học về to imasu, có nghĩa là nói rằng hay là nói là. Thì mẫu cấu trúc này chúng ta sẽ dùng để trích dẫn trực tiếp hay là gián tiếp câu nói của một ai đó đã đưa ra. Đối với phần đầu tiên chúng ta sẽ học trích dẫn trực tiếp. Trích dẫn trực tiếp. Đối với phần trích dẫn trực tiếp chúng ta sẽ có cấu trúc. Đó chính là chúng ta sẽ trích dẫn chính xác nội dung câu nói mà người nói đưa ra và để trong dấu ngoặc kép cộng với to imasu hoặc là to imashita. Câu nói để trong ngoặc kép to imasu hay là to imashita. Ví dụ như là chúng ta muốn trích dẫn một câu khẩu ngữ là trước khi ăn cơm chúng ta sẽ nói xin mời, ví dụ xin mời ông, xin mời bà. Và trong tiếng Nhật thì câu xin mời trước khi ăn chúng ta có là itadakimasu. Sokuji no mae ni. Mae ni là trước khi đúng không ạ? Sokuji no mae ni itadakimasu. Itadakimasu. To imasu. Sokuji no mae ni itadakimasu to imasu. Đây nè, chúng ta đang trích dẫn trực tiếp một câu khẩu ngữ. Ở đây nghĩa là itadakimasu đấy. Thì chúng ta sẽ cho câu khẩu ngữ này vào trong dấu ngoặc kép. Rồi. Hay là chúng ta muốn trích dẫn câu nói của một ai đó. Ví dụ như là bạn đi sẵn đã nói. À, ví dụ như là bạn đi sẵn đã nói là ngày mai bạn ấy sẽ đi Nhật Bản chẳng hạn. Đi sẵn. Đi sẵn à? Đã nói là to imashita đúng không ạ? Imashita. Bạn ấy nói rằng ngày mai tôi sẽ đi Nhật Bản. Ashita nihon e ikimasu. Ashita nihon e ikimasu. Không ikimasu. Thì đây là chúng ta đang trích dẫn trực tiếp lời nói của bạn Ly Sẵn, là bạn ấy nói là ngày mai sẽ đi Nhật. Chúng ta sẽ để câu nói này ở trong dấu ngoặc kép. Các bạn chú ý nhé, ở đây chúng ta có các câu hoặc là động từ, tính từ hay danh từ trước to imasu hoặc là imashita nào trích dẫn trực tiếp thì chúng ta không cần phải chia động từ hay là tính từ về thể thông thường hay là thể hiện tại tương lai. Chúng ta chỉ cần trích dẫn chính xác câu nói nó và để trong ngoặc kép là được. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ học về trích dẫn gián tiếp đối với mẫu câu to imasu. Trích dẫn gián tiếp. Đối với trích dẫn gián tiếp, chúng ta sẽ có cấu trúc. Cấu trúc là chúng ta sẽ chia mệnh đề trước tố về thể thông thường. Thể thông thường thì vừa nãy mình có nhắc lại cho các bạn rồi ạ. Có như là động từ. Động từ chúng ta sẽ chia về vê rự, vê tà hay là vê nai. Tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Và danh từ. Thông thường cộng tố. Vì đây nè, trích dẫn gián tiếp nghĩa là chúng ta lặp lại câu nói của ai đó. Nên sẽ là đã nói rồi đúng không các bạn? Tố imashita.
Ví dụ như là vừa nãy chúng ta có câu nói trích dẫn câu nói gián tiếp của bạn đi sàng là ngày mai bạn ấy sẽ đi Nhật. Bây giờ chúng ta sẽ vừa nãy chúng ta có ví dụ là trích dẫn trực tiếp, bây giờ chúng ta sẽ trích dẫn gián tiếp câu nói của bạn đi sàng. Đi sàng. Đi sàng đã nói gì ạ? Đã nói là ngày mai bạn ấy sẽ đi Nhật Bản. To imashita. Imashita. Ikimasu. Thì đối với ví dụ về trích dẫn trực tiếp thì vừa nãy chúng ta sẽ để mẫu để cả câu Asta ni hong e ikimasu ở trong dấu ngoặc kép đúng không các bạn? Bây giờ khi chuyển sang trích dẫn gián tiếp, chúng ta sẽ chia mệnh đề trước to về thể thông thường. Ở đây thì trước to chúng ta sẽ có động từ ikimasu, nghĩa là đi đến, chúng ta sẽ chia về thể thông thường là iku. Iku. Và chúng ta sẽ không để trong dấu ngoặc kép nha các bạn. Đối với trích dẫn gián tiếp, chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là đi sáng wa asta nihon e iku iku to imashita imashita. Ở đây thì các bạn lưu ý nhé, cái mệnh đề mà khi mà mình muốn trích dẫn lại câu nói của người nói ấy, thì cái thì của câu ở đây chúng ta có ikku và thì của cái mệnh đề đó nó không liên quan đến cái thì của câu nha các bạn. Ở đây thì của câu là imashita ở quá khứ đúng không ạ? Ở đây là asta sẽ đi lên cái động từ của cái câu nói đó, của cái mệnh đề đó nó sẽ lại phải ở thì tương lai đúng không các bạn? Rồi, còn thì của câu sẽ là imashita, nghĩa là ở quá khứ. Đối với, mình nhắc lại một lần nữa nhé, đối với cấu trúc to imasu, các bạn nhớ là chúng ta để dùng để trích dẫn câu nói gián tiếp và trực tiếp. Đối với trích dẫn trực tiếp thì các bạn chỉ cần trích dẫn chính xác nội dung của câu nói và để trong dấu ngoặc kép là được. Còn đối với trích dẫn gián tiếp, chúng ta phải chia mệnh đề trước to về thể thông thường và cộng với to imashita. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với cấu trúc tiếp theo, đó là học về desho. Cấu trúc với desho ở đây, chúng ta sẽ có động từ ở thể thông thường, ở đây mình ký hiệu thể thông thường là ba chữ T cùng với tính từ đuôi y, tính từ đuôi na và danh từ bỏ đà cộng với desho. Thì desho ở đây nó câu hỏi nha các bạn. Mẫu cấu trúc này được dùng khi nào ạ? Được dùng khi mà người nói kỳ vọng là người nghe sẽ biết hoặc là có sự hiểu biết về việc mà mình nói và có mong muốn kỳ vọng là người nghe sẽ đồng ý tán thành với ý kiến của mình. Và vì desho ở đây là câu nghi vấn nên chúng ta sẽ lên giọng ở desho nha các bạn. Sẽ là desho, desho. Ở đây chúng ta có ví dụ Nihon wa tabemono ga oishii desho, có nghĩa là đồ ăn của Nhật thì ngon đúng không? Câu này có nghĩa là như nào ạ? Người nói câu này khi mà nghĩ là người nghe cũng nghĩ rằng đồ ăn của Nhật là ngon. Thế là người nói muốn xác nhận và mong muốn kỳ vọng là người nghe sẽ đồng ý với mình. Ví dụ thứ hai, Asta yasumi desho. Asta yasumi desho. Ở đây người nói cũng nghĩ rằng người nghe biết được là ngày mai sẽ được nghỉ, nên là người nói muốn xác nhận và cũng mong muốn là người nghe sẽ đồng ý với mình. Thì mẫu câu này các bạn lưu ý nhé, mẫu câu này chỉ thể hiện mong muốn của người nói, còn đâu người nghe có thể đồng ý hoặc là không đồng ý. Chúng ta sẽ cùng đọc lại ví dụ nhé. Nihon wa tabemono ga oishii desho. Asta yasumi desho. Asta yasumi desho. Rồi chúng ta sẽ đến với mẫu câu tiếp theo, đó chính là danh từ N1 địa điểm để danh từ N2 ga arimasu. Thì ở đây arimasu trong bài từ vựng ngày hôm nay chúng ta học có nghĩa là được tổ chức, xảy ra. Được tổ chức hay là xảy ra. N1 là danh từ chỉ địa điểm, còn N2, N2 ở đây là những danh từ chỉ sự kiện. Chỉ sự kiện hay là sự việc, ví dụ như là sự kiện
tổ chức Olympic hay là sự kiện buổi hòa nhạc, sự kiện, sự việc hay là biến cố nhá. Ví dụ như chúng ta muốn nói là năm 2021 thì Olympic được tổ chức ở Tokyo, chúng ta sẽ dùng mẫu câu này. Chúng ta có địa điểm là Tokyo. 2021. Địa điểm là Tokyo. Tokyo. Tokyo đấy. Địa điểm đấy. N2, sự kiện gì ạ? Olympic. Olympic được tổ chức. Olympic N2 ga arimasu. 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 Thì ở đây Tokyo chính là danh từ N1 chỉ địa điểm. Olympic là danh từ N2 chỉ sự kiện đúng không ạ? Và arimasu được tổ chức năm 2021. Olympic được tổ chức ở Tokyo. Hoặc ví dụ như chúng ta muốn nói về một sự việc, việc ví dụ như là hôm qua có mưa lớn ở Hà Nội thì chúng ta sẽ nói thế nào ạ? Kino. Danh từ một địa điểm là Hà Nội đúng không ạ? Hà Nội de. N2, sự việc, sự việc là mưa lớn. O, mưa lớn là o a, ame. Xảy ra ga arimasu. Chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là kino Hà Nội de o ame ga arimashita. Rồi, chúng ta sẽ đến với mẫu câu thứ 5 của bài ngày hôm nay. Mẫu câu thứ 5 đó chính là chúng ta có danh từ demo về, có nghĩa là đại loại như hay là gì đó. Thì mẫu câu này chúng ta sẽ dùng khi nào chúng ta muốn đề nghị, đề xuất một, về một việc gì đó hay là muốn thể hiện mong muốn với người khác. Ví dụ như là sau khi tan học chúng ta muốn rủ các bạn là chúng ta hãy đi ăn phở hay là thứ gì đó đại loại như phở được không? Thì chúng ta sẽ có ví dụ như là phở. Phở thì chúng ta sẽ viết chữ katakana nha các bạn. Chúng ta sẽ có phở. Demo tabe. Tabemasenka. Đây chúng ta sẽ có danh từ là phở và cộng demo. Động từ là tabemasu đúng không ạ? Tabemasen, tabemasu. Đây là câu phủ định nên chúng ta sẽ chuyển tabemasen ka. Đây là động từ. Trong câu này có nghĩa là phở. Hãy có định ăn, đi ăn phở hay là một cái gì đó được không? Ý nghĩa của câu này như vậy. Thì ở đây chúng ta đưa ra phở chỉ như là một ví dụ để người nghe có thể liên tưởng đến việc đi ăn. Nghĩa là chúng ta chỉ lấy phở như là một ví dụ để người nghe suy nghĩ đến việc là sẽ đi ăn một cái gì đó, chứ không nhất thiết là phải ăn phở nha các bạn. Có thể là ăn phở hoặc là đi ăn kem hoặc là đi ăn chè. Hay là chúng ta sẽ lấy ví dụ như là dai siêu, nghĩa là tuần sau chúng ta hãy đi đâu đó như là Hà Nội được không? Thì chúng ta sẽ có là dai siêu Hà Nội demo, động từ ikimasen ka hoặc là itte kudasai. Ở đây chúng ta cũng chỉ đưa Hà Nội ra như là một ví dụ để cho người nghe suy nghĩ về việc là hãy đi đâu đó, chứ không nhất thiết là phải đi Hà Nội nha các bạn. Rồi, mẫu câu trước này thì nó cũng chỉ đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhớ là chúng ta có danh từ demo và động từ thì chúng ta sẽ hiểu như là đại loại như là thứ gì hay là cái gì đó. Chúng ta sẽ mời rủ một ai đó bằng mẫu cấu trúc N demo về. Tiếp theo sẽ là mẫu cấu trúc cuối cùng của bài ngày hôm nay, đó là về nay tổ. Mẫu ngữ pháp thứ 6 đó chính là về nay tổ, có nghĩa là phải làm gì. Thì về nay tổ chính là cách nói ngắn gọn của về nay tổ ikemasen. Có về nay tổ ikemasen. Và cách nói ngắn gọn là về nay tổ.
Thì venai to hay là venai to ikemasen sẽ có cách sử dụng hay là ý nghĩa giống như là venakereba narimasen, mẫu cấu trúc mà chúng ta đã học trong bài số 17. Tuy nhiên thì venakereba narimasen nó sẽ mang nghĩa trang trọng hơn nha các bạn. Vì vậy mà nó sẽ thường được dùng ở trong văn viết. Còn venai to hay là venai to ikemasen sẽ được dùng ở trong văn nói nhiều hơn. Là ví dụ như là ngày mai hãy nộp báo cáo. À ngày mai phải nộp báo cáo. Asta. Báo cáo là reboto. Reboto. Nộp báo cáo là động từ dashimasu nha các bạn. Dashimasu chúng ta sẽ chia về thế này là dasanai. Dasanai. Dasanai to. Hoặc là dasanai to ikemasen. Rồi. Asta reboto dasanai to. Hoặc là dasanai to wa ikemasen. Ngày mai phải nộp báo cáo. Hay là ví dụ như là chúng ta là phải uống thuốc. Phải uống thuốc thì sẽ có gì ạ? Uống thuốc à, uống chúng ta sẽ có động từ nomimasu và thuốc là kusuri đúng không ạ? Sẽ là kusuri o nomanai to hoặc là kusuri o nomanai to ikemasen. Bài 21 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài số 22. またね。